Nếu như mà bạn đã lên mạng đủ lâu thì hẳn bạn từng bắt gặp không dưới một bài viết hoặc là một video hài hước nói về cách mà các ông bố lười biếng đối phó với việc trông con khi vợ vắng nhà. Và đây là một trong số những ông bố biến công việc chăm con nhàm chán trở nên vừa năng suất vừa thú vị như thế. Video này có nghệ không? Nghệ cả vườn đấy chứ. Có thể với vài người bạn sẽ thấy đây là một ông bố sáng tạo, nhưng đồng thời ta có thể nói đây là một ông bố lười biếng một cách nghệ thuật đấy. Đây là một trong vô số những ví dụ cho câu nói nổi tiếng của tỷ phú Bill Gates: tôi chọn những người lười biếng cho những công việc khó khăn bởi vì họ luôn biết tìm con đường dễ dàng nhất để thực hiện nó. Lười biếng à? Tại sao phải chê cười sự lười biếng cơ chứ? Và video này chính là lý do vì sao lười biếng không luôn luôn có nghĩa là xấu, cũng như các bước để chúng ta có thể tập lười biếng một cách thông minh qua góc nhìn của tác giả Lưu Trọng Nhân, một cây bút đến từ website của Spider Room. Trước khi bắt đầu, đừng quên chúng mình đã đính link bài viết gốc có tên Nghệ thuật của việc lười biếng tại phần mô tả của video. Hãy ấn vào để đọc thêm các bài viết thú vị hơn nhé. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi nào. Có thể mọi người không biết mình thích gì, chả làm sao. Cái việc ai đấy biết mình thích gì là một chuyện rất là khó. Đừng cố gắng đi tìm đam mê, kệ nó đi. Tại vì cái ngành nó hơi khổ, trông có vẻ hào nhoáng nhưng ở đâu đấy thì nó cũng khá là chân tay. Mọi người phải hiểu về sản phẩm, hiểu về cái domain đấy, hiểu về cái khách hàng đấy, vì sao sản phẩm nó đang ra được tiền, vì sao nó đang bị thất thoát tiền ở đâu đấy đi. Ở đâu thì khách hàng họ đang cảm thấy không hài lòng. Đó, một thay đổi nhỏ như thế, chỉ một tách thôi, nhưng những cái value của nó thì cực kỳ lớn. Hầu hết mọi người đều là những con thỏ. Mọi người làm trong ngắn hạn rất giỏi, nhưng của mọi người không tập trung. Anh muốn là một con vườn, anh muốn là nhìn thấy một cái đích. Và ok, đấy của tôi đi đến mãi, đi mãi, đi mãi, đi mãi. Xem toàn bộ ở kênh YouTube Người Trong Môn Nghề, bọn mình có để link ở dưới phần mô tả. Người lười biếng, họ là ai trong cái xã hội này? Trước tiên, chúng ta đều là những người không ai giống ai, có đủ các thể loại tính cách khác biệt. Thế nhưng, nhiều khi, lười lại là một từ xuất hiện thường xuyên nhất nhì trong cuốn từ điển tính cách. Lười bắt đầu, lười làm việc, lười hoàn thành một cái gì đó, lười tiếp tục một thứ dang dở, vân vân và mây mây. Tuy nhiên, lười thì lười, làm thì vẫn phải làm, bởi vì cơm áo không đùa với người lười. Lười giống như là một thứ thành phần trong bản chất, lười có trong tôi, trong anh, trong đối tác của chúng mình và người vượt qua được nó, nhưng mà không phải chúng ta. Vì chúng ta lười, lười vãi hồn. Ô thế những người lười trong xã hội này, họ trông ra sao, hình dáng thế nào? Đôi ba người nghe xong sẽ nghĩ, ô kìa, rất là đơn giản. Thằng lười điển hình là thằng trông đơn giản là lười. Nó uể oải, nó mệt mỏi, nó chả làm cái gì và nó cũng chả muốn làm cái gì cả. Rõ ràng thế còn gì. Thế nhưng, nếu bây giờ tôi bảo bạn, nhiều khi mấy cái thằng mà bạn thấy đi làm quần quật ngày 10-12 tiếng, bận bịu tới mức ăn ngủ chỉ vừa đủ qua loa, đang tìm mọi cách để tạo ra một thứ gì đó mới toe, thay đổi công nghệ, thay đổi cách thức người ta vận hành một cái gì đó, thằng đó cũng là một thằng lười, thì bạn nghĩ sao? Thật ra, người lười đơn giản chỉ là một người không thích làm một việc gì đó mà họ cho là quá là tốn công sức và họ phản kháng lại với công việc đấy. Tôi lười quét nhà, tại sao cái nhà không tự sạch? Tôi lười soạn mớ cốt này, tại sao hôm trước gõ rồi, nay lại phải gõ lại? Tôi lười quản lý cái đám nhân viên quá, tại sao tụi nó không tự làm? Từ đứa trẻ, anh lập trình viên, cho đến ông sếp, ai cũng có cái lười riêng. Vậy nên, một lần nữa, xin đừng đánh giá vẻ ngoài và quy chủ. Oan cho mấy người siêng mà bị xem là lười, và cả mấy cái thằng lười mà bị xem là thằng siêng năng nữa. Thành công là khi bạn lười mà vẫn đạt được thứ của người siêng năng tạo ra. Và điều này mới là thứ ăn tiền này. Cách thằng lười phản ứng với công việc nó cần làm sẽ quyết định nơi nó ngồi và vị thế của nó. Nó không làm thì nó sẽ ngồi gục ngoài đường, nó cắn răng làm thì nó sẽ ngồi làm cho tới khi xong thì thôi. Còn nếu như mà nó tìm ra được một giải pháp thật sự hay ho để không phải làm mà việc vẫn cứ xong, thì nó sẽ ở vị thế của người ngồi nhìn thằng khác làm trong sung sướng. Trong ví dụ trên, thằng nhóc cần quét nhà đã chế ra con robot hút bụi tự động. Anh lập trình viên nọ đã chế ra công cụ copy-paste để không cần phải gõ lại một đoạn code cả trăm lần. Nhà quản lý nọ đã tạo ra một quy trình công nghệ hóa nó thành phần mềm giúp cả tổ chức vài ngàn nhân viên vận hành trơn tru mà không tốn quá nhiều thời gian và chi phí quản lý. Thì tất cả chỉ là vì họ quá lười thôi đấy. Bùm! Ngạc nhiên chưa? 2023 rồi các bạn!
đừng lên án sự lười biếng nữa. Nếu các bạn lười đúng cách thì nó sẽ đưa bạn đến với những chân trời đầy nắng ấm, bãi cát trải sóng vỗ rì rào, nằm dài vô lo vô nghĩ, siêng năng mà vô định thì cuối cùng chỉ là sự ngập ngụa trong những việc cần làm không bao giờ dứt và cảm giác cuộc sống này thật bất công mà thôi. Nếu cần lên án, xin hãy lên án sự vô trách nhiệm. Nó là thủ phạm gây ra những hậu quả của 90% những gì người ta đổ thừa cho sự lười biếng. Lười biếng là xăng, nhà cháy là do mồi lửa có tên vô trách nhiệm, chứ không phải là do cái bình xăng. Đem xăng đó đổ vào một động cơ phù hợp thì nó sẽ cho bạn đi nhanh hơn thằng đi bộ cả chục lần nhé, thề luôn. Vậy nên, tập cho mình lười biếng như thế nào để trở nên tốt đẹp? Hãy tự đặt câu hỏi là nên tập cho mình lười như thế nào để trở nên tốt đẹp? Đây là một câu hỏi mà người lười biếng nào cũng nên hỏi, thay vì làm thế nào để hết lười. Không ai đã lười mà hết lười được đâu, chỗ anh em thân thiết tôi nói thật. Với cả lười là tính tốt mà, sao mà phải chấm dứt? Việc cần làm là xin hãy lười đúng cách, bạn sẽ không bao giờ phải hối hận vì mình đã lười. Dưới đây là một số những quy luật để lười đúng, lười hay mà một thằng cực kỳ lười như tôi đúc kết ra và đang ngày ngày áp dụng. Luật số 1, chú trọng vào kết quả, tối ưu hiệu quả, giảm thiểu công sức. Khi mà ai đó cần đến bạn trong một công việc, cơ bản thì thứ quan trọng nhất họ cần là kết quả bạn mang lại. Cố gắng đạt được kết quả đó, hoàn thành đúng các tiêu chí để có một kết quả tốt ở đầu ra. Còn việc bạn làm như thế nào sẽ rất ít khi được quan tâm. Hãy đặt chất lượng kết quả lên đầu tiên. Và trong lúc làm, hãy luôn nghĩ đến cách để giảm thiểu công sức. Thế nên, luật số 2, lười gì chứ đừng lười tư duy. Bạn lười, bạn có thể loại bỏ rất nhiều bước thừa để có một cách thức hoàn thành công việc nhanh gọn. Nhưng tuyệt đối không được loại bỏ việc tư duy. Sự khác biệt ở đây là khi bạn lười, bạn tư duy cách để làm nhanh. Còn khi bạn lười tư duy, bạn sẽ làm đi làm lại, chui vào cái lối mòn làm mãi một kiểu công việc mà không có thời gian đâu để phát triển lên tiếp cả. Và rồi, kìa, bạn trông rất bận rộn nhưng mà thực chất không làm được gì nhiều. Và thế nên, luật số 3, đừng tỏ ra siêng năng, tránh xa những môi trường đòi hỏi bạn tỏ ra siêng năng. Tỏ ra siêng năng ở đây, ý của tôi là siêng năng ở vẻ bề ngoài mà không hiệu quả về bản chất. Những sự siêng năng bề mặt ấy có thể là có mặt đúng và đủ 8 tiếng, không được sai lệch giờ, những cuộc họp, những buổi báo cáo và giao việc dài đằng đẵng mà mỗi người sẽ phát biểu những điều không cần thiết 30 phút về việc mình đã làm, luôn phải trong trạng thái làm việc, không được tỏ ra sao nhãng, vân vân. Nói chung nó là một cái môi trường mà đòi hỏi bạn phải siêng năng giả tạo thì sẽ kìm hãm rất nhiều thứ. Nếu một ngày 24 giờ, bạn phải dành đến 8 giờ để tỏ ra bận rộn, 4 giờ để tăng ca, rồi mệt mỏi 12 giờ còn lại, thì thời gian đâu để cho bạn lười? Xin hãy lười thường xuyên và khi rảnh thì cứ rảnh, hãy tận hưởng. Tuy nhiên, luật số 4, hãy lười cho cả tương lai, đừng chỉ lười cho hiện tại. Hãy luôn tìm cách để sự lười của bạn ở hiện tại làm nền cho cách sự lười ở tương lai, càng lúc càng có nhiều thời gian hơn để lười. Đừng dậm chân tại chỗ, lười mãi một chỗ là không đúng theo tôn chỉ của sự lười đâu. Nếu đã hoàn thành một công việc mà dư ra 2 tiếng đồng hồ, hãy dành 1 tiếng đồng hồ để hoàn thành những việc để hôm sau bạn có thể dành ra thêm 4 tiếng chẳng hạn. Nghe hấp dẫn và mời gọi đúng không? Thế nhá! Đọc tới đây, bạn đã có thể nhẹ nhàng áp dụng vào công việc, đời sống hiện tại và trở thành một người lười toàn diện, lười khỏe mạnh. Tuy nhiên, nếu muốn lười cho đời một cách tốt đẹp hơn, thì xin hãy tới luật số 5 nhé! Luật số 5, hãy lười hộ những người xung quanh với... Tại sao ấy à? Thử tưởng tượng, bạn làm 15 phút xong việc của 1 giờ đồng hồ, mất 3 đến 4 tiếng để hoàn thành khối lượng việc của cả tuần. Vậy thì, một đội ngũ đầy những người lười như bạn, họ sẽ dư ra được bao nhiêu thời gian? Và rồi thời gian dư thừa đó sẽ được chuyển hóa thành những gì nữa? Do quá lười nên chúng tôi nghĩ nhiều về những quy trình, những công cụ tự động để lôi kéo người khác lười cùng mình. Chúng tôi muốn các bạn lười và đẩy hiệu suất công việc lên cao, hoàn thành sớm sủa những thứ được giao để các bạn có thể được tự do tận dụng thời gian đã được tiết kiệm mà thành. Và rồi, một người lười mà 10 người vui. Ô hay, thế thì thế giới thật là đẹp đẽ biết bao. Lười dùng người khác là một cách lười nhân văn cao cả và giúp xã hội phát triển. Nghe đã đủ ghê gớm chưa nào? Tóm lại là, nghe tới đây và đã thấy cái sự diệu kỳ của sự lười khi được đặt vào đúng chỗ rồi, thì bạn còn gì băn khoăn nữa mà không bắt tay vào thực hiện? Trì hoãn gì nữa nhỉ? Bắt đầu lười đi chứ, cái đồ lười biếng kia!
Bạn nghĩ sao về quan điểm trên? Có trải nghiệm lười biếng nào mà bạn muốn chia sẻ cùng chúng mình không? Để lại comment ở phía bên dưới cùng chúng mình nhé. Và mình là Khánh Linh. Bye!